Ngày 9 tháng 10, Bộ Công an thông tin về việc một đối tượng đã chế tạo 12 chai bom xăng ném vào các trụ ATM tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Bằng, sinh năm 2000, về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Chế tạo bom xăng ném vào các trụ ATM do bị ngân hàng đòi nợ. Sinh viên phải ăn cơm canh thừa, đơn vị cung cấp bữa ăn có liên quan tới Đại học Bách Khoa không. Tài xế tạo va chạm giao thông để thoát khỏi tên cướp. Sự thật đằng sau nụ cười của nữ giúp việc có học thức ở Đà Nẵng. Chế tạo bom xăng ném vào các trụ ATM do bị ngân hàng đòi nợ. Ngày 9 tháng 10, Bộ Công an thông tin về việc một đối tượng đã chế tạo 12 chai bom xăng ném vào các trụ ATM tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Bằng, sinh năm 2000, về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Quá trình điều tra xác định, do Bằng vay tiền online của một ngân hàng và chậm trả, nên ngân hàng thanh lý hợp đồng vay cho bên thu hồi nợ. Khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 10, sau khi sử dụng ma túy, nhớ lại việc bị nhân viên ngân hàng đến nhà thu nợ, Bằng nảy sinh bực tức nên đã mua xăng chế tạo 12 chai bom xăng. Sau đó điều khiển xe mô tô để ném các chai bom xăng này vào các trụ ATM của 4 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Bằng bị lực lượng công an bắt giữ. Qua test nhanh, Võ Văn Bằng dương tính với ma túy đá. Sinh viên phải ăn cơm canh thừa, đơn vị cung cấp bữa ăn cùng tên Bách Khoa có liên quan tới Đại học Bách Khoa không? Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phản ánh trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh của trường phải ăn cơm canh thừa, nhiều dị vật đang gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, một số sinh viên cho biết đây không phải là lần đầu tiên mà tình trạng này xảy ra nhiều lần. Vụ việc khiến nhiều sinh viên và phụ huynh phản ứng gay gắt. Một sinh viên năm nhất thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên em nghe tin phản ánh này nên em không thấy bất ngờ. Một số bạn học phàn nàn về chất lượng bữa cơm trong thời gian học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Sau vụ việc gây xôn xao, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội nhìn nhận, việc đơn vị cung cấp suất ăn dồn canh thừa cho vào các suất ăn của sinh viên đến sau là không thể chấp nhận. Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vụ việc. Về việc cung cấp suất ăn cho sinh viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội hiện có 2 đơn vị tư nhân đấu thầu bếp ăn. Bếp ăn A15 và nhà ăn cán bộ. Sau phản ánh, trường đã yêu cầu bếp ăn A15 dừng hoạt động. Nhà ăn cán bộ sẽ tạm thời cung cấp suất ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tìm đơn vị thay thế. Phía Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, công ty cổ phần dịch vụ đầu tư thương mại Bách Khoa là đơn vị cung cấp suất ăn cho sinh viên trong thời gian các em học giáo dục quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, đơn vị này không có mối liên quan nào với Đại học Bách Khoa Hà Nội, mà chỉ là đơn vị trúng thầu phục vụ dịch vụ ăn uống tại nhà ăn A15 từ nhiều năm nay. Việc lựa chọn ký kết đều được thực hiện theo đúng quy định. Khi nhìn thấy hình ảnh trong video clip, việc đầu tiên chúng tôi nhận thấy vai trò, trách nhiệm trực tiếp của ban lãnh đạo khi để xảy ra việc này. Nhà trường sẽ tiếp tục tìm một bên cung cấp đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Chính nói. Phó giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội nhìn nhận phản ánh của sinh viên về việc cơm thừa chưa thực sự đúng. Việc này bắt nguồn từ việc sinh viên dùng cơm theo bàn. Thức ăn chia từng khay, mỗi bàn sẽ có một bát tô cơm và sinh viên sẽ lấy cơm vào khay theo nhu cầu ăn. Một số bàn, sinh viên nữ sức ăn kém, tô cơm chung còn thừa, sẽ được dồn lại để tránh việc lãng phí. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm, yêu cầu nhà ăn đựng cơm vào các thùng giữ nhiệt. Sinh viên sẽ di chuyển đến và lấy cơm về khay theo nhu cầu ăn, ông Chính nói. Cũng theo đại diện Đại học Bách Khoa Hà Nội, từng có 2 lần sinh viên phản ánh với bếp ăn về việc có dán trong cơm. Nguyên nhân được đơn vị cung cấp suất ăn giải trình là do có dán trong máy thái thịt và ngay sau đó đã được xử lý. Về chi tiết sinh viên tố cơm có dị vật, lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết hiện chưa thể xác minh được. Vụ việc xảy ra là dịp để Đại học Bách Khoa nhìn nhận, đánh giá lại chất lượng dịch vụ. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vụ việc. Đây cũng là lời cảnh báo để các cơ sở giáo dục đại học khác làm tốt hơn những việc có thể kiểm soát từ sớm, ông Chính nói. Triệt phá đường dây mua bán gần 100 kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Trưa ngày 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Hữu Tuấn, 29 tuổi,
Trần Ngọc Anh, 29 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn, 26 tuổi về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo PC04 Công an thành phố Hà Nội, khoảng giữa tháng 7 vừa qua, cơ quan này phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện một lô hàng từ châu Âu gửi về Việt Nam qua sân bay Nội Bài, nghi vấn chứa chất ma túy. Quá trình trinh sát, PC04 xác định người nhận hàng ở thành phố Hải Phòng và giao nhận hàng tại thành phố Hà Nội. Tiếp tục theo dõi, khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 9, tại khu vực phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cảnh sát bắt giữ Trương Hữu Tuấn khi bị can này đang vận chuyển 9 thùng hàng từ ô tô vào một khách sạn. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong 8 thùng chứa 97,5 kg ma túy tổng hợp, được đóng vào túi hút chân không ngụy trang trong các bịch rượu vang. Làm việc với cảnh sát, Trương Hữu Tuấn khai nhận được một người không rõ tên tuổi thuê tới thành phố Hà Nội nhận số ma túy kể trên với tiền công 7 triệu đồng. Khi ra tới thành phố Hà Nội, Tuấn nhận hàng rồi được chỉ đạo mang về khu vực quận Hà Đông, thuê khách sạn và chờ người hướng dẫn mang đi giao cho khách. Mở rộng điều tra, PC04 Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn và Trần Ngọc Anh. Cảnh sát xác định hai bị can này được một người quen trên mạng xã hội thuê từ Bình Dương ra thành phố Hà Nội giám sát việc giao nhận ma túy. PC04 Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án. Tài xế tạo va chạm giao thông để thoát khỏi tên cướp. Ngày 9 tháng 10, Phạm Thanh Sang, 32 tuổi, bị Công an huyện Tân Châu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, đêm 1 tháng 10, Sang thuê anh Hải, 26 tuổi, tài xế taxi công nghệ, trở từ tỉnh Bình Phước đi cửa khẩu Sa Mát thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia. Đến đoạn thuộc ấp Con Chăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Sang rút dao kề cổ tài xế, uy hiếp lấy ví tiền. Tài xế taxi làm theo yêu cầu, nhưng nhìn gương chiếu hậu phát hiện ánh đèn xe tải nên nhanh trí đạp phanh đi chậm lại khiến cho hai xe va chạm, phải dừng lại giải quyết. Do bị móp phần cốp, Sang sợ bị lộ, đã tung cửa xe bỏ chạy. Anh Hải xuống xe chi hô, được công an xã Tân Hòa cùng ban chỉ huy quân sự xã Tân Hòa, người dân xung quanh truy bắt và bắt được Sang. Nhà chức trách đã thu con dao gây án của Sang cùng với ví tiền có vài trăm nghìn đồng của tài xế. Tại cơ quan công an, Sang khai do chơi cờ bạc trên app nên nợ tiền nhiều người, muốn sang Campuchia làm việc với mục đích trốn nợ. Trên đường đi, Sang nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe trước khi vượt biên. Sự thật đằng sau nụ cười của nữ giúp việc có học thức ở Đà Nẵng. Ngày 9 tháng 10, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tố bị can Lại Thu Hà, 42 tuổi. Để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6 năm 2024, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Cao Trung, 37 tuổi, đã đến Đà Nẵng làm việc và thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm người giúp việc. Trong thời gian này, Hà đã giúp ông Cao tìm thuê một căn hộ tại khu đô thị Phú Gia, quận Thanh Khê và được ông cho phép ký hợp đồng thuê nhà. Ban đầu, ông Cao tự thanh toán tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, Hà rơi vào nợ nần với số tiền khoảng 200 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Cao để trả nợ. Hà thuyết phục ông đưa cho mình 40 triệu đồng để thanh toán cho chủ nhà. Nhưng thay vì sử dụng số tiền đúng mục đích, Hà đã dùng nó để trả nợ cá nhân. Để che giấu sự thật, Hà viện cớ rằng ông Cao đang bận công tác hoặc gặp khó khăn trong công việc nên chưa thể thanh toán tiền thuê nhà. Không dừng lại ở đó, Hà còn lấy cớ công an kiểm tra để mượn hộ chiếu của ông Cao nhằm tạo lòng tin với chủ nhà. Khi chủ nhà liên tục tìm đến đòi tiền. Ngày 12 tháng 9, Hà đã chiếm đoạt máy tính của ông Cao và mang đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy 1,8 triệu đồng trả nợ. Khi ông Cao cần lấy lại hộ chiếu, Hà đã nói dối, công an đang giữ và phạt ông 10 triệu đồng. Tưởng thật, ông đã đưa cho Hà 10 triệu đồng để đóng phạt. Sau đó, Hà chuyển khoản cho chị Đinh Ngọc Tiên, chủ nhà 10 triệu đồng và thông báo rằng ông muốn kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 9, khi chị Tiên đến gặp ông Cao để thu số tiền còn lại, ông đã phát hiện ra sự thật và lập tức trình báo công an. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.